Các bạn, ở video này mình sẽ nói về những lưu ý khi dùng lệnh array trong Revit. Ok, giả sử mình có một cái sàn tròn như thế này, sau đó mình có một đối tượng vách bao, chẳng hạn cái lam chạy xung quanh cái hình tròn này. Thì mình sẽ vẽ đường reference line. Tạo đối tượng mà mình muốn array. Đối tượng này thì mình chút xét mặt phẳng. Nguyên nhân là cho đối tượng này khi mà chúng ta vẽ đã set mặt phẳng làm việc cho nó ở tại cái đường reference line này, thì chúng ta bỏ khóa nó cách là chúng ta move ra ngoài, bỏ tích chọn constraint và move ra ngoài, đó move ngược lại. Rồi, là array lại tượng là array vào điểm gốc 5 độ, đối tượng là 20. Rõ ràng là bây giờ cũng đã được gọc tâm. Okay. Cảm ơn các bạn đã xem video.